Tên tôi là Phạm Thân Phú, sinh năm 1987, là hội viên Hội Nông dân xã Khánh Cường, huyện Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trong 2 năm qua, tôi đang thực hiện mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường theo phương pháp cải tiến SRI do các cấp hội tổ chức tại xã Khánh Cường. Phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI đã mang lại những kết quả cao về năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả về kinh tế, từng bước giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán canh tác cũ, sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp sử dụng chế phẩm Sumichi để phân hủy rơm rạ thành phân bón hữu cơ sinh học để cải thiện chất đất, môi trường sống cho con vật có ích, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Tôi hy vọng mô hình sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương cho những năm tiếp theo.